Rượu ngon phải có bạn tình thì chó phải có mắm tôm, gặp mấy cái thằng lung cung như này thì tốt nhất đừng động vào. Thích súng lục anh ta có súng lục, thích tiểu liên anh chơi luôn hai khẩu cho ngầu, những thằng cầm đầu thì anh cho ăn lựu đạn. Gặp gái anh cũng đập, gặp trai anh cũng thông, tất cả những thứ có trước mặt anh ta đều trở thành vũ khí giết người một cách hoàn hảo. Sáng ngủ dậy thì súc miệng 1.000 cái gập bụng, lên xà nhẹ nhẹ 2.000 cái, combo thêm trồng cây chuối vài 3.000 phát. Anh ta quyết đấm vỡ alo những thằng ăn phải thuốc liều, đĩa không sợ súng. Sở dĩ anh ta hăng say luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe là để báo thù cho cha mẹ bị giết một cách tàn nhẫn bởi những kẻ buôn ma túy khét tiếng. Vậy anh ta là ai? Hành trình báo thù cho cha mẹ diễn ra như thế nào? Thì mời các bạn cùng mò theo dõi một bộ phim sát thủ báo thù của mấy anh lầu Thái chua cay đầy kịch tính và hấp dẫn này nhé. Anh chàng này tên là A Cầu, rất thích ăn lẩu vì anh là người Thái. Với mái tóc vuốt ngược chuẩn dân chơi thế hệ 9X đời đầu, mấy cô nàng gặp anh là cứ phải cháy lên như dầu gặp lửa. A Cầu từ nhỏ đã được một người chú nhận nuôi, ông tên là A Tóm, biệt danh Sâu Gióm, rất thích ăn lạc luộc và uống bia Hà Nội, nhưng mỗi lần nhậu là một lần say, không biết trời đất là gì. Anh Cầu còn có một thằng em tên là A Chồn, đứa cái xồn xồn nhưng là một đứa sống rất tình cảm, hay nói làm nhảm nên định tán luôn người yêu của anh trai. Cả ba chú cháu mở một quán sửa xe nhỏ tại một thị trấn, mọi người ngày nào cũng hạnh phúc, vui vẻ sống với nhau những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng đối với A Cầu vẫn có những chuyện anh cứ đau đớn mãi trong lòng. Hai anh em ngoài giờ vặn ốc vít bít vu lông thì còn hay rủ hội bạn báo đời đi đá bóng hội giải bát hương vàng mở rộng. A Chồn một bên, A Cầu một bên, chỉ cần đội nào đưa được quả bóng đến vạch đích thì đội đó thắng. Thể lệ cuộc chơi cho phép tất cả mọi loại cung phu từ thiếu lâm, thái cực quyền, hổ quyền, xa quyền cho đến quét trụ, thăng ống đồng các kiểu con đà điểu. Nói tóm lại là hai phe chia nhau ra đấm nhau túi bụi để giành một quả bóng. A Chồn được cái sức trẻ rất khỏe và nhanh, vượt qua lần lượt tất cả các chiến thần như Harry Maguire cho đến Sexo Zamuk, nhưng gặp A Cầu lại tắt điện. Anh chứng tỏ mình cũng không thua kém gì thằng em, răng làng như Ronaldo, cứ thằng nào rô là anh xúc vô mồm thằng đó, lại một pha giữ bóng như Messi. Lúc này A Chồn lại cướp đỏ bóng, anh cấp quả bóng nhỏ lộn như Balotelli, quên nhảy lên thì bị A Cầu cướp lại. Anh thực hiện một cú sút kỹ thuật rồi cả đám nhảy lên và mạnh anh ở đấy đạp. Hết nước chờ đến than, A Cầu lúc này như đường ngay ngang nhật, cứ nhè người là anh sút. Bóng đập đi đập lại ảo tung hết cả chảo, nhưng bất ngờ A Chồn xuất hiện phía sau, một cú hất bóng rồi bay lên thực hiện một pha volley thần chuyển và kết thúc là một pha ghi bàn ở khoảng cách 30m, đem lại thắng lợi cho toàn đội. Để điều tra lại cái chết bí ẩn của cha mẹ, A Cầu cùng A Chồn đã chuốc say chú mình, lấy trộm chìa khóa vào căn phòng bí mật. A Cầu sau khi vào trong, anh tìm thấy một tệp hồ sơ trong đó ghi lại tất cả những người đã tham gia điều tra vụ án năm đó. Đang định bỏ đi thì lại bị chú A Tóm phát hiện. Ông khuyên A Cầu rằng hãy xóa bỏ hết hận thù và sống cho thực tại, nhưng nợ máu phải trả bằng máu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Anh quyết tìm ra bằng được kẻ đã gây ra cho anh nỗi đau. A Cầu sau đó không từ mà biệt, anh lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa leo lên con đường rim phóng xe bỏ đi. Theo hình ảnh trong tệp hồ sơ, anh tìm đến một vị sư thầy, ông cũng từng là cộng sự ngày xưa của cha mẹ anh. Tuy nhiên câu trả lời A Cầu nhận được cũng chỉ là những lời giáo huấn, quay đầu là bờ, có làm thì mới có ăn. Anh bất lực bỏ về, vừa ra ngoài thì gặp một ông chú, may mắn cho anh ông ta cũng từng là đồng nghiệp của hai người. Cha của A Cầu ngày xưa từng là ân nhân của ông chú, để tìm ra bọn khốn nạn đó, ông đã nghỉ việc và làm kẻ giết thuê cho các băng đảng, mong một ngày nào gặp được bọn đã giết ân nhân của mình. A Cầu nghe thấy vậy lập tức xin đi theo, nhưng mọi chuyện sau đó khiến anh không lường trước được. Trong một lần là nhiệm vụ, ông chú đã bị đối thủ tiện đi Tây Thiên Thỉnh Kinh và giờ đây chỉ còn lại một mình anh tiếp tục chiến đấu. Nhiệm vụ lần này là xử hết những kẻ có trong danh sách tranh cử trước trường thôn sắp tới. Tên xấu số đầu tiên là một phú nhị đại, anh lạnh lùng xuống xe, dễ dàng xử đẹp mấy tên cả đường. Không nhìn lúc này của người cha thái lạ như đưa anh em một ba một cách chân thực sống động nhất. Với võ công rắn ngon của lớp 18 tiên đã luyện đến tầng cuối cùng, A Cầu đã hát học sáng tặng cho mỗi đứa một viên kẹo đồng nóng hổi. Này thì các chú chơi trốn tìm với anh này. Anh xách cổ tên đầu sò ném ra ngoài, tên A Cầu bắn tôi cứ tưởng như đang chơi bắt phi vậy, anh bắn không chớp cách nào. Tên cầm đầu lúc này run như cầy sấy, bò như một con cún. Hàn hứa sẽ rút khỏi đợt tranh cử và cầu xin A Cầu đứng giết mình, nhưng anh đây không phải trẻ lên ba, vừa lên xe xong, bùm, một viên giữa trán nhẹ như lông hồng. Kẻ thứ hai là một chủ doanh nghiệp rất thích đánh gốp, nhưng ông ta không hề biết đây chính là cú đánh cuối cùng của mình. Vừa định đi nhặt lại bóng thì ăn ngay quả lựu đạn mà A Cầu đã gài trước đó. A Tóm bên này sau khi cháu mình bỏ đi, ông dường như ngày nào cũng ngập trong men say. A Chồn cũng không thể hiện mình chỉ là thằng vô dụng, anh ngày nào cũng lén lút vào căn phòng bí mật bật băng lên xem cách học võ, dùng bao cát đóng giả hình nhân, hăng say khổ luyện quyết một ngày nào đó đấm vỡ alo kẻ đã giết cha mẹ mình năm xưa, và không ai khác chính là Khứa có quả đầu cùng với bộ râu lún phún như lông bò này. Hắn là A Chồn, nhìn như khỉ đột và là một tên buôn ma túy khét tiếng khắp chợ Ninh Hiệp. A Chồn có một thằng nghịch tử ăn rồi bào tên là Gia Xua, tự coi mình là vua và không bao giờ nhận thua trước bố con thằng nào. Nơi nào thì úp vung đấy, Gia Xua có một con bồ tên là Ma Phai, mặt thì giả nai ra vẻ dịu dàng nhưng mà giết người thì không hề biết ghê tay là gì. Lần này A Chồn hắn đang cố gắng bắt cóc bằng được cô nàng có mái tóc trắng như vôi quét tường này. Hắn đã cử sát thủ bắn tỉa với khả năng bách phát bách không trúng phát nào, chỉ trong chưa đầy 5 giây hắn đã hạ sát tất cả cận vệ của cô gái. Vừa chạy ra thì gặp đúng A Cầu, tên sát thủ vẫn chưa chịu từ bỏ con mồi, đi vào định kết liễu cô gái thì được A Cầu tặng cho một viên 7,62mm ra đi chân lạnh toát. Thì ra cô này tên là Thị Dậu, con gái của một ông trùm bất động sản trong thành phố, nhưng bố cô đã mất.
Tất cả tài sản đã được nhượng quyền lại cho cô, và đó cũng chính là lý do A Chột đòi bắt bằng được Thị Dậu. Để chứng minh cho ông già thấy đẳng cấp của mình, A Xua đã đứng ra lập lời thề không xong việc sẽ không bao giờ lấy vợ. Bên này, Thị Dậu sau khi tỉnh lại thì không khỏi bàng hoàng, cô ngay lập tức gọi cho ông nội mình và báo tin cô đang ở một khách sạn phía đông thành phố. Tuy nhiên, cô lại không hề biết rằng cả gia đình đang gặp nguy hiểm. Sau khi biết vị trí của Thị Dậu, tưởng chừng như Ma Phai sẽ tha cho gia đình cô, nhưng với bản tính máu lạnh trong người, ả ta không nương tay bất cứ một ai. Thấy Gia Xua cùng bọn đàn em đến, Thị Dậu bảo với A Cầu rằng mình không thể quen mấy thằng mặt lợn tai heo này. Anh lập tức dẫn cô bỏ trốn, để Thị Dậu chạy trước, còn mình ở lại chặn bọn đàn em Gia Xua. Cô mặc quả đầm ối rồi ôi, vừa chạy vừa ngã lại gặp đúng hai thằng cơ động xóm. May mắn A Cầu đến kịp lúc, anh sau đó đã nhờ hai thằng báo này giúp để cho Thị Dậu dễ bày bay nhảy. Một người khỏe hai người vui, A Cầu đã đề nghị đổi quần áo với cô gái đối diện. Cả hai sau đó đã đến chùa để gặp lại sư thầy, nhưng vừa mở cửa ra thì thấy ông đã bị bán chết, không ai khác chính là mụ Ma Phai. A Cầu nhanh như cắt lập tức lôi Thị Dậu bỏ chạy vào một nhà máy bỏ hoang. Bọn đàn em được trả lương cao nên bám ra như đỉa. Nhìn qua toàn là mấy ông U30 trở lên. Vừa định mở tủ ra thì bị A Cầu phía trong bất ngờ tập kích. Một tay cầm mỏ lết, một tay cầm bánh sắt, cứ thằng nào ngang là anh phang cho đi gặp ông bà hết. Này thì mày thích như này. A Cầu bây giờ cứ với được cái gì là anh sử dụng cái đó. Cầm lấy quả biển số dễ dàng xử được mấy thằng dâu ria. Anh lợi dụng dây thép quất liên tục vào mặt một tên, rồi tiểu lý phi đao chuẩn không cần chỉnh. Anh lại cố được chiếc bố tạ ném thẳng vào đầu một tên, dùng dây xích quấn cổ hai tên rồi nhanh như cắt chạy lên quấn tiếp một thằng, và cuối cùng là móc vào thanh sắt khiến cho cả ba tên tự treo cổ lẫn nhau. Vừa cầm khẩu súng đi ra quay lại thì gặp đúng Ma Phai, cả hai lại xông vào vật nhau. À ta năng tiếng gái chưa chồng nhưng lại trâu bò như cha chưa vợ. A Cầu bị áo vật cho như con, thì anh Thái Lan đấm đá thì chỉ chơi trên gối thần trưởng với phù trò đại pháp là chính. Kẻ tám lạng người nửa cân, không bên nào chịu nhường bên nào. Thấy cục sát phía trên đầu Chị Dậu, Ma Phai chơi bẩn liền kéo dây khiến cho A Cầu phải nhận ngay một cú đâm từ phía sau. Ả độc ác này định xuyên đôi luôn cả Chị Dậu nhưng anh đây không dễ ăn. Này thì tao chơi xuyên đôi với mày luôn này. Gia Xua sau đó đã dùng dịch chuyển đến nhưng Ma Phai đã ra đi chân lạnh toát. Thấy người tình không từ mà biệt, hắn hét lên như được trúng số. Bên này, Thị Dậu đã kịp đưa A Cầu đến gặp một vị thần y tên là Sifu. Mấy thằng đàn em của A Chột lúc này cũng đã tìm đến. Đến vừa bật, ông sử dụng ngay bộ công pháp đấm phát ngọc luôn, tay không 1:10 thằng. Dù năm nay hơn 70 tuổi nhưng vẫn còn khỏe chắn, dùng bàn tay Phật tổ và mấy tên đàn em không trượt phát nào. A Cầu may mắn được cứu sống vì cảm thấy không an toàn, cả ba quyết định quay về tiệm sửa xe. Nhìn thấy cháu trai ra nông nỗi này, A Tóm trong lòng như bị dao cứa vào. Ông đã kể lại hết tất cả sự thật cho hai đứa cháu của mình. Thì ra năm xưa, ông cùng cha mẹ của A Cầu và A Chồn là những cảnh sát chìm được giao nhiệm vụ tóm hết bọn buôn hàng cấm, nhưng do có nội gián nên cả nhóm sau đó đã bị tập kích. Cả ba bị bọn chúng truy sát đến tận nhà, cha mẹ của cả hai đã bị bọn khốn bắn chết ngay tại chỗ. Hết lần này đến lần khác, Thị Dậu không khác gì báo thủ. Cô đòi bằng được A Chồn dẫn mình đi uống trà đá, và tất nhiên cả hai bị phát hiện ngay sau đó. A Cầu đang lơ ngơ không biết gì thì đột nhiên cạo đồng từ đâu bay dồn dập đến. A Chồn lập tức lôi Thị Dậu bỏ chạy. A Tóm bật hết từ chối tử thần cùng Chi Chi leo lên chiếc xe thời Nato. Ông hít ra hết số bỏ chạy. A Cầu ở lại dễ dàng xử đẩy tất cả mấy thằng loi choi. Anh bây giờ không khác gì rôn nước phiên bản Thái Lọ. Bên này, A Chồn cùng Thị Dậu đã trốn lên một chiếc tàu hỏa. Mấy tên đàn em hùm hục chạy vào thì bị anh tần cho như con. Anh bay như chim, cầm quả xương gà sử gọi ba tên dễ như ăn kẹo. Vừa định bỏ chạy thì lại bị đấng Gia Xua chặn đường. Hắn dễ dàng bắt Thị Dậu đi và trói cô tại toa điều khiển. Ông lái tàu cũng bị bọn chúng chĩa súng vào giữa đầu. A Chồn nhanh trí chạy lên trên tàu, cứ thằng nào vào là anh cần hết. Mấy thằng đàn em của Gia Xua nhìn vậy chứ cũng rất trâu bò. Chúng phối hợp rất ăn ý. May mắn lúc này A Cầu đến kịp lúc. A Chồn dễ dàng sút một tên bay xuống đường. Anh dường như được bốc thêm sức mạnh, đàm một lúc hai tên bay thẳng xuống dưới. A Cầu phía dưới thì không ổn cho lắm. Anh nhanh trí tháo khớp nối hai toa. Tên đàn em định nhảy sang thì bị anh cho một cú đạp rơi thẳng xuống dưới đường dây. Bọn báo đời này giờ lại chơi vào trực thăng. Sifu thấy vậy lấy ngay khẩu tiểu liên xả đạn xạ. Thấy không ổn, ông trèo ra sau chơi luôn quả súng cố cho máu, nhưng đây thay cho cả đám là chiếc xe bị chật lái khiến viên đạn bắn thẳng vào đường dây. A Tóm lập tức thể hiện trình bắn chim của mình. Ông bắn vào vai tên đàn em khiến cho hắn bắn vào đồng đội. Chiếc trực thăng mất lái từ từ lao xuống. Thằng cu Gia Xua quá quách tình đạp cửa nhảy xuống. A Cầu thì cố gắng cởi trói cho Thị Dậu. Chiếc tàu cố thế lao lên đâm thẳng vào chiếc trực thăng. Mấy anh đầu thái lúc này cứ phải nói là ảo ông cả mới bác vật lý Ấn Độ. Cả đám may mắn không sao nhưng lại bị Gia Xua cùng bọn đàn em tóm được. A Chồn ngầu như khi đốn bước xuống. Trước mặt A Cầu, hắn đã thừa nhận tất cả tội ác năm xưa mà hắn đã gây ra. Thị Dậu cũng bị bắt đi ngay sau đó. Trước lúc về, hắn cũng không quên khuyến mãi cho A Tóm một viên kẹo màu đồng. Nhưng sai lầm của A Chột là hắn không hề biết A Cầu chính là con trai của người mà mình đã nhẫn tâm xuống tay năm xưa, cũng như không giết anh từ ngày hôm đó. Hai anh em quyết định chia nhau ra hành động. Tất cả đàn em của A Chột cũng đã tập hợp đông đủ. A Chột quá khéo léo lợi dụng địa hình địa vật, dễ dàng hạ gục được mấy tên, thoát ẩn thoát hiện khiến cho bọn chúng ngáo ngơ không biết đường nào mà lần. Gặp thằng nào anh sút thằng đấy, mày thích hóng hớt trèo lên này.
Tên đại ca xuống xuống chạy lên thì A Trốn bất ngờ nhảy xuống. Hắn lập tức tung cước liên tục về phía anh, nhưng chú tuổi con ngăn con. Anh đấm cho túi bụi rồi tặng cho hắn một cú đạp bay thẳng xuống dưới. A Cẩu bên này thì chơi nhưng con vô kính liên cộng với quả tiểu liên màu loài tiến vào, thằng nào thằng nấy anh bán cho dụng như sung. Đám đàn em thấy thế phản công kịch liệt. Anh rồi như được dung rút nhập, không ngắm bất cứ bố con thằng nào. Anh bị bạn mấy các cháu, mấy cha đạo diễn Thái Lan như được cấp xây vở sang Ấn Độ học mắt hay sao mà bàn nhau ảo tung hết cả chảo. A Cẩu lúc này xả đạn liên tục không ngừng nghỉ, ném ngay quả lựu đạn lên tầng 2 sử gọi một tên. Vừa chạy lên thì súng hết đạn, anh trung lên cuộc sóc lọ cho nó máu, nhảy lộn, từng trèo, phải lương gì anh chơi hết. Anh cầm quả lựu đạn nhảy thẳng vào đám đông tiện hết bọn đàn em đi hít nổi đất. A Trốn bên này thì đang miệt mài đập nhau với Gia Xua. Hai cái đứa này thấy thì không chịu đóng mà chúng nó thi nhau phá hết kính của ngôi nhà. Gia Xua hắn dùng gương đâm vào ngực A Trốn, anh lập tức cũng cầm lấy miếng gương đập vào đầu hắn, đứng dậy cầm lấy khẩu súng hết sức để cả hai bay ra cửa sổ và kết thúc là việc tiễn hắn đưa xuống gặp Ma Phai. Lúc này A Trốn vừa định dẫn thị dậu đi thì lập tức bị A Trốn chặn ngay phía trước. Hắn đã dùng cô uy hiếp và bắn anh. A Cẩu vừa đến cũng bị bắn gục ngay tại chỗ, nhưng anh còn rất ngầu vì vẫn đeo quả kính đen mới mua trên shop. A Trốn lập tức cho bọn đàn em lái xe tra tấn A Cẩu. Anh bị bọn chúng tông đi tông lại như quả bóng bay. Thấy anh trai mình như vậy, A Trốn điên lên cầm súng bắn thẳng hai chân A Cẩu. A Cẩu nhân lúc đó hai tay hai súng xả loạn xạ vào bọn đàn em. A Trốn đau đớn căm phẫn đi đến, anh đang chĩa súng vào kẻ đã khiến cho anh không có tình yêu thương cha mẹ, kẻ khiến cho anh mất đi người chú đáng kính, kẻ đã gây ra cái chết cho tất cả bao nhiêu người. Một tiếng súng vang lên kết thúc hành trình báo thù đầy gian nan và mất mát của hai anh em. Cuộc đời chúng ta bồng bềnh tựa như áng mây vậy, làm điều ác thì phải trả giá, cái thiện, công lý rồi sẽ chiến thắng, hãy sống lúc nào cũng thảnh thơi, đó là giá trị của sự giàu có. Bộ phim hôm nay đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi Mọt. Nếu muốn Mọt làm về bộ phim nào thì các bạn hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Đừng quên like, share và cho một lượt đăng ký kênh để ủng hộ Mọt nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you phịch phịch. Bye bye!